xe buýt ở thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn nhớ ra chơi không? Sữa chua, cà phê, sắp đến trạm bệnh viện 175, quý khách có nhu cầu xuống xe vui lòng thông báo và bước ra cửa. Thôi rồi, chào mừng ông bóng xoài Nguyễn Tài Song. Nó đi xí xí kê đến đại. Bạn phải đi ăn mông mông. Nhưng mà họ kia là bỏ bỏ. Xí xí kê hỏi các bạn. Hỏi cửa nha. Ok. Anh ơi, em hỏi chị ở gần đây có món ăn ngon không? Ngon hả? Có món ăn ngon hả? Đi lên đây có bánh mì. Bánh mì. 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 Mì tàu. Em thích mì tàu. Ok. Đi lên khoảng 100 mét. 100 mét. Ok. Bên tay phải luôn. Phải. Đúng rồi. Ok. Phải. Ok. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Đi 100 mét đi bên phải. Mì tàu. Mì tàu là cái gì? không sao, một trăm mét soy mi la que nao
Thôi cứng. Và các bạn biết mì ramen Nhật Bản không? Mì này và mì Nhật Bản là khác nhau. Vì mì ramen Nhật Bản là mì nước tương và tương, thịt thẻ sơn và muối. Nhưng mà súp này súp bình thường. Ok, nổ rồi. Quay lại chăm nhìn nha. Chúc chúc nè, chị ấy giới thiệu quán là ở đây hả? À, đó. Yeah! Anh thấy ngon không? Ngon. Cái này phải không? Ok, cảm ơn nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Trung Quốc hả? Không. Mỹ Nhật. Mỹ Nhật hả? Ok, bye bye, cảm ơn nha. Ok, tới rồi. Chúc kê lạc xí ngào. Oh, cái số bảy. Tiếp theo là Trâm Dung đại đĩa sĩ. Đại đĩa sĩ quần cổ bắp. Ồ, cổ bắp nè. Ok, đi chủ nhá. Xong mới gì hả? À, đi trước nha. Nhưng mà khoảng 2 km nha. Xa lắm. Chương trình này là đi bộ như vậy nè. Ở chỗ là không đẹp nè. Tại sao đi chỗ? Trời ơi. Nhưng mà nếu có nhiều người ở chợ thì có nhiều màu sắc nên chắc chắn đẹp. Không. Xem đi. Hả? Có cái gì? Bao bao. Cái kia là chua. Chua, chua, là chua hả? Bao bao. Là bao bao. À, miếu. Không phải là xưa à? Cái này là ở kia à? Kia. Em thấy à? Thải được nè.
Nhìn kia nè, nhìn kia có cái gì à? Tắp, tắp màu vàng nè. Tắp màu vàng à? Dạ. Chua. Chua. Đi, đi như thế nào? Đi đi đá hả? Đi đá. Không. Đi đá hả? Đi hẳn thế đó rồi hỏi tiếp. Ủa như á, thì thích cái kinh hài nè. Ờ, tất nhiên rồi, đúng rồi à, cảm ơn. Đi cháu, đi cháu, đi cháu, bye bye nổi tiếng không? Chưa. Cảm ơn chị. Ok, đi vào nha. Bây giờ đang sửa chữa nhưng mà rất đẹp. Wow, ta dư muốn biết là ngày xưa là màu nào? Bây giờ là màu vàng. Cái màu vàng là ngày xưa cũng màu vàng đúng không? Nhưng mà ngày xưa chúa này màu gì? Màu vàng. Ồ, ngày xưa hả? Màu gì khác? Hôm nay là đóng cửa hả? Quay lại rồi. Ok. Nghe lạc sĩ nghèo. Số 10. Cho tăng xoan. Cho tăng xoan. Shizuke, bây giờ đang đi đâu?